Wow. Ôi. Tuy là Ngọc ở Bến Tre nha, nhưng mà lâu lâu là Ngọc vẫn có cá linh ăn nè. Tới mùa mà nước rong á, cái cá linh nó vô á mấy bạn, nó chui vô trong mấy cái mương á, nó làm ổ, nó đẻ, nó ở trọng á. Cái giờ nước lớn á, cái nó đi theo đường nước á, nó ra nè. Hôm nay Ngọc đổ được mớ cá linh nè mấy bạn, thấy đã không? Vừa có cá linh mà có con cá bóng sao nữa nè. Ú nù luôn, ứ gọi xong ú nù luôn. Chưa, anh quá chưa bị sảy mất của. Hôm trước á, ở đây nè, Ngọc còn bắt được cua hoàng đế luôn mấy bạn. Nhưng mà do lúc đó hả là máy hết pin cho nên là Ngọc không có quay giới thiệu cho mấy bạn xem được. Đó. Ấy, chú ba ginh vô một con cái. Ôi, bịt cá gì có ai đây? Lại nữa, ông báo quá ông ba. Tối ngày hả? Là sao? Đang đi mua về quay clip gặp ông nữa, báo quá tệ luôn á, tệ, mệt ghê luôn á. Ai biết đâu, thấy để đây. Nè. Chán cuộc đời không biết nói sao luôn, nói tệ thiệt chứ. Mua nói mua mẹ đi bài đặt. Làm màu, làm trò. Lâu lâu rồi ta pha tọ xíu à, ông tối ngày ông đi theo á. Ông ám suốt luôn á. Cái linh này làm gì ngon chứ bà. Chiên. Cái xù hả? Ừ, xù ăn mắm me. Ok. Nó ngót. Thôi chiên đi. Rồi cái mật nó con đố chú ba, mật nó nằm ở đâu? Cái linh này là mình có thể là mình nấu ngót, nấu canh chua, mình chiên nha mấy bạn. Kho cũng được, nhưng mà kho cái dạng như là kho mặn mặn mà nó nhiều nước á thì nó dễ ăn. Chứ mà kho khô rồi chắc xương không luôn á. Cái này bữa mới sao? Xong rồi. Rồi. Thông báo nha, nay ở tù. Hò khoan chánh nhân sông phù sa. Chiên cá. Rồi xong. Gớt miếng rồi. Còn nhớ mong không đâu. Anh ước dâu về nỡ sao anh để. Càng ngày càng nặng. Nâu nó bất lực chứ mày. Đôi mắt bất lực không còn muốn nói nữa rồi. Bà kế bên bà mình làm với ông chính mà bà chửi lộn không lại. Bà kêu con qua bà chửi lộn giùm mới dễ thì luôn. Giờ nè, chiên cá nè. Cái mình làm mới chấm giống bữa anh Hòa anh làm được không ta? Cái đó ăn với âm hả? Sao mình không làm lương âm? Mình không có lương. Mình chợ có. Mình không có tiền. Với tiền đâu mà mua cá này? Mình mua thiếu. Sao lương không mua thiếu? Để chị đó không có bán. Thì kiếm chỗ khác mua. Người ta không có bán thiếu. Sao chỗ này bán thiếu? Tại chị này quen, bà biết nhà. Thì vậy có làm quen với người ta chỗ lạ đi, trước lại sao quen? Chưa làm quen được. Giờ nào mới được? Giờ nào có tiền. Mình muốn làm quen với một ai đó là mình phải có tiền. Ví dụ mình mời người ta đi uống cà phê đi. Rồi mình mời người ta đi ăn nè. Rồi mình phải trả tiền một vài lần rồi mình thân rồi mình mới hiếu được. Không phải muốn hiếu là hiếu. Cũng giống như là mình đi cua gái vậy đó. Đừng bao giờ nói là cái người con gái đó vì tiền. Mà hả ta nói á, tình yêu á phải có tiền. Không có tiền á làm sao mà an tâm để mà yêu. Mình yêu một ai đó là mình muốn cho người đó vui vẻ hạnh phúc thì mình cứ việc cho đi. Rồi mình sẽ nhận lại. Có thể là mình không nhận từ người đó nhưng mà mình sẽ nhận được từ người khác. Chứ trời đất mẹ ơi, con người ta tự nhiên cái thôi giờ anh chuyển cho em 10 triệu, em làm bạn gái anh nhen, em làm người yêu anh nhen. Ủa chuyển 10 triệu làm người yêu anh là làm gì? Thì ăn bánh trả tiền đi ra ngoài đường kiếm mẹ đi, đỡ tốn 10 triệu, tự nhiên chuyển 10 triệu anh làm. Em làm người yêu anh nhen, có điều kiện vậy yêu làm gì, chừng nữa anh hết tiền là em không yêu, em có quyền đúng không? Vậy rồi tới bao giờ mới có được cái tình yêu mà chân thành?
nghĩ mẹ nó đi, cho nó khỏe. Trời ơi, em cho anh số tài khoản, anh chuyển cho em bao nhiêu đó vậy đó. Mẹ, em phải làm người yêu anh nha. Ủa, làm người yêu là làm sao? Tình yêu nó không đòi hỏi, nhưng nó cần sự chủ động. Giống như bây giờ á, là Ngọc thích cái anh đó đi. Mỗi ngày Ngọc cứ đem bánh, đem quà, đem này kia, Ngọc mua, Ngọc tặng cho anh đó, Ngọc không còn gì tơn á. Thì tự động anh đó cảm thấy ượng bé đó, nó chân thành hay gì, thôi mình yêu nó đi, mình thương nó đi. Rồi hai người tự đến với nhau, tự lo cho nhau, tự cảm thấy là mình cần phải chăm sóc cái người kia. Cái mắt gì giờ anh, em cho anh cái này nè, anh làm người yêu em nha. Rồi mai mốt mà em không có, em không cho, cái anh không yêu em hả? Chi vậy? Mắc mệt à. Ủa vậy là sao? Là giống như chú ba cho con tiền á, là con phải làm người yêu chú ba vậy đó. Điều kiện với con vậy á. Ủa mà làm người yêu là làm cái gì? Ủa ngã nhà nói gì vậy, nói lại lần nữa coi. Dẹp mẹ nó đi. Cái gì là sao ta? Là vậy đó. Mà sao người ta không nói vậy đi? Là giống như con cá linh giờ nè, chấm mắm me ăn nè. Nó vậy đó, rồi xong. Nó ngon. Ăn cá linh thì nó có linh không? Hả? Nói gì nói lại nha. Ăn cá linh thì nó có linh không? Có. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh. Quần đâu không mặc? Bữa nó cởi tuồng ra mà đâu bận quần chi? Làm clip không bận quần, ai cũng vô hỏi chừng này em ở tuồng, thông báo nha, hôm nay em ở tuồng nè. Trời ơi, bọn muốn ở tuồng là ở tuồng hả? Dễ à. Mà nay ở tuồng thiệt. Vậy đó, thích vậy đó, thích ở tuồng vậy cho nó mát mát mát. Wow. Mà che tên là qua khỉ khô. Đó. Cá linh chiên xù nha mấy bạn. Mình chấm mắm me đi ra ngoài kia. Làm gì ướt nhẹp rồi. Nắng nóng quá. Qua đây đi. Đâu? Đây nè, ngồi đó nó buổi sáng. Có phải gì? Trời ơi, không biết luôn hả? Xin tới luôn mặt. Thèm lắm hả? Đắng quá. Sảng khoái. Mời mấy bạn ăn cơm với Ngọc nha. Cá linh, chấm mắm me. Ủa, hỏi có miếng cơm nè. Có cơm nè. Ăn ít thôi, đang giảm cân. Tại mấy hôm nay bị tăng á, bị tăng cân cái bụng á. Cho nên là giờ giảm tinh bột. Ăn miếng thôi. Hôm nay uống sinh tố. Giảm tinh bột mà ăn dầu cũng vậy. Bởi vì mới uống sinh tố nè. Đó. Dứt. Nó giọng cá này chi thù nó giòn gọm luôn. Đã. Ừ, cá linh đó, ta nói nó giòn gọm luôn. Mà hồi nãy là Ngọc mổ cái này nè, Ngọc lấy cái mật của nó ra rồi á, cho nên là ăn nó không có bị đắng. Cá này bự lắm, cái mập nó ăn sẽ bị đắng, nó không phải cá linh non. Thiếu rau cái gì á? Nè, vô leo nè. Hơi xương nha. Không nha, cá này á, nhà mình chiên giòn thì những cái xương nhỏ trên cái đường này nè là mình nhai được hết, còn cái xương mà ngay bụng á, cái xương bự này nè thì phải chịu thôi, chứ nó đâu có thể nào mà giòn tan được. Tại cá này bự rồi cho nên xương nó hơi cứng. Thịt nó béo dã man. Hôm hổm á, Ngọc bắt cá với bắt hến á, cái nhiều bạn vô nói ơ cá này cá thả xuống nè, hến nó cũng thả xuống nặng bắt. Trời ơi, thả làm chi cho cực vậy trời. Hôm nay á là Ngọc mới chính thức là thả cá thiệt á. Hôm bữa giờ đâu có đâu. Bắt thiệt không à. Mà cái gì thiệt á, cái người ta nói mình thả xuống. Hôm nay thả chưa gì hết, bị chú ba ra không phát hiện. Ông bà báo, ví dụ mà mai mốt ông có thấy ông đừng la lên nha chú bà. Con cá linh này nè, mình có thể làm được nhiều món. Mà giống như là chiên xù nè, kho mặn nè, kho ngót nè, nấu canh chua nè,
nấu mẹ nè, làm gì cũng được, tùy thôi. Tại bữa giờ ăn nước nhiều rồi, nay con muốn ăn chiên cho nó mau lẹ. Nó nấu mấy cái đó thì nó sẽ nhiều xương, tại vì thịt nó mềm á thì nó sẽ béo hơn, nhưng mà nó sẽ nhiều xương hơn là mình chiên. Rồi, không. Lẹ vậy? Ngán quá. Còn hai con ngán. Tới cái khúc mà chừa hai con lại cho hai thằng đệ tử á, thì lại bảo là ngán đó. Sao không ngán ngay từ đầu ấy chú ba? Chân nâu nó mừng. Há nâu ha. Chiều nâu đi ăn xúc xích nữa không?